Em chào các bác nhé. Nay thì em mời các bác cùng em ngắm một bông hoa giả hạt trưu dân sinh lối tím. Nó đã nở được 3 ngày rồi nhé các bác nhé. Hôm nay là ngày thứ 3, nhưng mà khuôn cánh cũng rất là đẹp luôn. Lối tím, cánh rất là bay. Đấy, tất cả đây là có mười mấy bông đây, như một luôn nha các bác nhé. Bông nào cũng như nhau, cánh bay đều và khuôn rất là đẹp. Đấy, nó rất là nhiều bông nha các bác nhé. Đấy. Đấy, cây này thì hiện tại thì anh có đúng 2 cây để chia sẻ cho các bác nha. Anh chị nào thích bông hoa này thì anh sẽ chia sẻ cho 2 cây. Một cây là 150k, một cây là 100k. Một cây dài được 5 cm, một cây dài được 3 cm thôi nhá. Đấy, cây đây nhá các bác nhá. Đấy, cây đây. Cây này thì chuôi thân thụ rất là đẹp nhá. Cây này thân là đốc ngắn nha các bác nhá. Đấy, đốc cực kỳ là ngắn luôn nhé các bác nhé. Đấy, thân già đục cực kỳ là ngắn như này. Và bông hoa rất là đẹp. Cây này dài, chiều dài của nó là được 40 cm thôi, mà nó bông rất là nhiều như này nhé các bác nhé. Đấy, lối cực kỳ là tím. Tím rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, bông hoa lối tím là chữ dân sinh. Và bông e sô như này này, môi của nó trắng như này này. Đấy, nó không phải là lối tím, là trắng như này nhé các bác nhé. Đấy, để cho các bác phân biệt được bông lối tím nhá. Đây này, có một bông thắt bay này, nó cũng không tím này. Đấy. Đấy, bông này nó mới vừa bông. Anh có kỳ này, thắt bay này. Anh chị nào thích thì anh sẽ tặng cho các bác nhá. Đấy, đây là bông hoa lối tím rất là đẹp. Rồi, em chào các bác nhá.